Chắc là lúc nãy là ông bảo là tôi đến đây ăn miếng thịt nhưng mà tôi còn không dùng dao và dĩa. Sao thằng kia nó bảo là ông còn không buồn dùng dao và dĩa nữa. Nên là về cái bảo là ông kia ông cầm miếng thịt ông xé không ạ. Nên là kể như là mình tưởng là ông ấy cầm dao dĩa nhưng mà trên thế là ông kia ông cầm miếng thịt ông xé không ạ. Nên là về cái bảo là quay lại là rất là tốt à. Bây giờ là có vẻ như là tất cả những cái câu hỏi mà chúng ta quan tâm đã được trả lời à. Tôi cảm thấy là không cần thiết để mà giữ cô ấy lại đây nữa. Cô Brett, cô đã có thể thoải mái để cô rời khỏi phòng xử án. Cảm ơn thưa thẩm phán. Your Excellency, xin chúc mọi người may mắn. Trong khi cái con này nó tự nhiên đập vỡ cái chai kia mà không nói gì. In a good day à? Thằng này nó đã nghĩ gì đây? Ryunosuke, có vấn đề gì vậy? Chúng ta còn không có thời gian để chúng ta phí phạm ở đâu. Không, nó chỉ là một cái gì đó về cái từ đó, về cái lời chào tạm biệt của cô Brett là khiến tớ phải suy nghĩ. It quite worked out that I clearly felt something. Tớ là mình thực sự mình cũng chưa hiểu lắm nhưng mà có một cái gì đó có một cái gì mà cô ấy nói là mình phải suy nghĩ. Mình cảm thấy là có một cái gì đó mâu thuẫn ở đâu đó. Nhưng mà mình vẫn chưa mường tượng được. Nếu mà như thế thì đừng đứng đây mà suy nghĩ. Hãy nói luôn đi. Tớ xin lỗi. Cậu có thể nghĩ sau. But if you don't call... Nhưng mà nếu mà bây giờ cậu không nói thì nó đã sẽ là quá muộn đấy. Phiên tòa sau nó sắp kết thúc rồi. Về đứng một đống luôn. Nên là bây giờ nó lại quay lại những cái từ mà thằng kia nó hay nói. Đợi đã cô Brett. Thế bây giờ là cái gì nữa? Tôi sợ rằng chỉ một lần cuối cùng. Có một cái gì đó mà tôi muốn hỏi cô. Tôi muốn cô giải thích cái mâu thuẫn trong cái lời chào từ biệt của cô. Mà trong vài giây trước đó. What are you talking about? Cậu đang nói về cái gì vậy? Sự mâu thuẫn sao? Objection! What a new student nonsense is it? What party, what are you talking about? Cái từ cái lời chào tạm biệt nào mà cậu đang nói đến vậy? Ryunosuke. Cái mà good day là đó. À, có nghĩa là cái con này nó nói lời chào từ biệt đấy. Nó nói kiểu như là nó cái comment của nó giấu cái đồng xu ở dưới một cái khúc thịt The fear of nonsense, a sad idea, autonomy. Cái ý tưởng về cái vấn đề này thực sự là làm tôi phải kinh ngạc. And they'll pick up your steak and buy it without using knife. Và cầm cái miếng thịt mà cắn vào nó mà không sử dụng dao và dĩa thì thực sự là không thể tưởng tượng được. Và là một cái sự điên rồ. Có nghĩa là cầm dao và đĩa phải mình đúng á. Những cái gì mà cô ta nói thì chỉ ra một cái sự mâu thuẫn không thể nào mà chối cãi được. Là sử dụng dao và dĩa. I'm going to need to see the... Tôi phải cần xem cái bằng chứng. If the meat bread was truly a contradiction. Nếu mà những cái gì mà cô Brett nói thì thực sự là mâu thuẫn. Nếu mà những cái gì mà cô Brett nói là mâu thuẫn thì đâu là bằng chứng Nên là mình sẽ đưa ra cái crime scene photo này. Trên thực tế là nó có dao và dĩa chứ. Thích ra. Đây là cái bức ảnh của hiện trường vụ án sao? Nhờ là những cái gì hay ho à? Either which you can see là những cái gì hay ho là cái đĩa thịt mà mọi người có thể thấy trên bảng của nạn nhân à? Cái miếng thịt mà cô Fred đã ăn à? Trước khi mà ông giáo sư bị giết sao? Hãy cứ nói tiếp đi.
Chính xác ở đây là thưa thẩm phán á. The steak was on the victim table just before the professor was killed. Là cái miếng thịt à? Là nó đã ở trên bàn của nạn nhân à? Trước khi ông giáo sư bị giết à? Now you're bleeding where? Bây giờ cậu đang nói linh tinh gì đấy á? Not true, it doesn't something about this steak try you very unnatural. Liệu có một cái vấn đề gì về cái miếng thịt này à? Khiến nó không bình thường không à? Không bình thường? Là cậu đang nói cái gì vậy? It extremely obvious. Nó đã quá rõ ràng. Tôi đang nói về việc cái miếng thịt à? Đó, cái viên ngoài của miếng thịt khi mà nó được ăn à? À? I see you know thế nào. Tôi đã thấy là cô đã chú ý rồi đúng không cô Brett? Chú ý cái gì thì là chính xác là chú ý về cái gì? Just a few moments ago. Vừa vài phút trước cô bé đã nói rằng không một người phụ nữ, một cái người anh lịch thiệp nào lại có thể cầm cái miếng thịt lên và cắn nó mà không sử dụng dao và dĩa. Tất nhiên là cô ta đã nói như vậy. Cô ta là một cái người phụ nữ anh rất là lịch thiệp. Nhưng mà hãy nhìn kỹ cái miếng thịt để xem à. Có vẻ như là cái viên ngoài, cái cách mà nó đã được ăn à. Nó đã kiểu cắn miếng ấy. Cắn cầm cả cái miếng ấy. Như là ông thầy đấy á. Nó đã chỉ ra là có một cái dấu răng rất là thô bạo ở trên này. Barbaric thi thiếp. À, it looks like the midbed variant. Có vẻ như là cô bé đã nhận ra một cái điều à. If the witness that she claimed would attempt it anything without using knife. Phải rồi, nếu mà nhân chứng á, giống như cô ta đã nói á, đã cố gắng ăn cái miếng thịt này mà không sử dụng dao và dĩa. Then it should be T-mark on the steak. Thì rõ ràng là trên cái miếng thịt này nó sẽ không có cái dấu vết răng đúng không? Thế là về các bạn là cái miếng thịt này nó sẽ ăn sử dụng răng, không sử dụng dĩa. Nhưng mà cái ý của cái ý thực sự của cậu là sao? Perhaps the delightful meat bread. À, thế là ông này ông bảo là có thể là cô vét cô ấy không muốn sử dụng dao dĩa mà muốn sử dụng răng. Thế là con này nó bảo là shut up à? Tôi xin lỗi à? Dù cô là whatever you say dear lady à? Cô nói như thế nào cũng được à? Giống như tôi đã nói à? Tôi thực sự tôi phải rời khỏi đây. Cái tiệc chào buổi chiều của tôi với cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp à? Không thể nào được không thể nào mà kéo ra được lâu hơn nữa. Tất nhiên rồi. Chuyện này nó sẽ kết thúc trong chớp mắt thôi à. Hãy cứ đảm bảo là kiểu như tôi sẽ hạ gục cái thằng này à. Nhưng mà con này nó sẽ lại shut up tiếp. Tôi đã nghe quá đủ rồi. You irritating little spectator samurai relic. tất nhiên, dear lady. Nghe là gì à? Tôi đã nghe quá đủ là cái sự làm nhảm của mấy cái thằng samurai như ông à? Có vấn đề gì vậy, cô Brett? Have you ruffled your feather? Liệu có phải cô đã bị rụng lông không à cái gì? Và đã quá rõ. Nhân chứng của chúng ta biết cái điều là gì mà chúng ta đang nói đến là cái gì? Cô ta đã nhận ra được cái dấu răng ở trên cái miếng thịt này. Là nó quan trọng như thế nào đối với cô ấy á. Rainosuke. Cậu có biết là cậu đang làm cái gì không à? Mình chả biết là thầy đang làm cái mẹ này. Nhưng mà về cái bài là cái miếng thịt này không phải là cái đĩa của cái con này ra.
Yet not at all it all come together. Kiểu tất cả mọi thứ đã rất là khớp. À, cái bí ẩn về cái dấu răng ở trên cái miếng thịt à? That Olivia been eating with cutlery à? Đã quá rõ ràng là nó đã được ăn cái gì đấy. Cái lý do tại sao lại có dấu máu á. I know I saw someone. A reason why I know. Đó, cái lý do mà có cái dấu máu á, mà mình biết là mình đã nhìn thấy á, mà có vẻ như nó đã biến mất. End mode. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là cái bằng chứng that prove the event that prove one and all the shot. Và cái bằng chứng đã chứng minh là ai đã bắn cái ông bác sĩ Wilson vào ngày đó. Tôi chấp nhận những cái dấu răng này ở trên miếng thịt là một điều cũng không thực sự là bình thường. Như cậu đã là đúng như cậu đã nói á. Nhưng mà chính xác là cậu đang định nói gì với chúng tôi vậy? Cái dấu ra là tất cả mọi thứ thưa thập phá. Cho action xe. Tất cả mọi thứ ra. À phải, tôi tin rằng là cái dấu răng thô bạo này. Cái dấu răng thô bạo ở cái miếng thịt ở đây. Among to conclusive. À, là cái bằng chứng rất là quan trọng. Đó là cái bằng chứng quyết định trong cái vụ án này. Cái bằng chứng nó có thể chứng minh 100% là ai là người đã bắn ông bác sĩ Wilson. Shut up. Lại có chim kêu chứ. Bằng chứng quyết định. Tôi đã nghe cái từ này bao nhiêu lần rồi nhỉ? I would know the meaning of the thing for em thì quá. Tôi thực sự không hiểu được cái từ này một chút nào. Liệu đây có phải là một trong những cái từ ngữ sáo rỗng của bên Nhật không? À, làm sao mà cô có thể chắc chắn như vậy? Ồ, nó rất là đơn giản. If really, nếu mà cái bằng chứng này nó quan trọng như vậy à? You would have present. Thì đúng ra là cậu phải đưa ra tòa đưa ra tòa từ trước rồi chứ. Trên thực tế á, là cái bằng chứng mà tôi đang nói đến à, thì nó chưa được mang thì đó, cái bằng chứng mà tôi đang nói đến à, đến tòa thì nó chưa được mang đến tòa. Là vẫn chưa được mang đến sao? Cái gì? Just because you haven't shown it. Là nó chưa xuất hiện à? Không có nghĩa là cái bằng chứng này không tồn tại. Objection. Thật là điều vớ vẩn. Phiên tòa đã được diễn ra được vài tiếng rồi ạ. Và cậu còn nói rằng là vẫn có bằng chứng mà chưa được mang đến sao? Nó là điều không thể. Tôi không thể tin được là những gì cậu đang nói. Objection. I don't but there's someone who have it à? Tôi thì không à, nhưng mà chắc chắn là có một ai đó có cái bằng chứng này. Một ai đó trong phòng xử án này. And if that person is willing to submit the PDF, I think. Và nếu cái con người đấy sẵn sàng nộp cái bằng chứng mà tôi đang nói đến đấy, thì nó sẽ giải quyết tất cả những cái bí ẩn ở trong cái vụ án này. Chắc là mình nghĩ là một cái đĩa khác rồi. Rất tốt, tôi có cảm giác là đây sẽ là cái yêu cầu cuối cùng của bên biện hộ trong cái phiên tòa xử án ngày hôm nay. Nên là mình không biết là ông ấy nói cái câu là cuối cùng là lần bao nhiêu rồi, lần N rồi. Nên là từ, hình như cái đoạn này là chúng ta sẽ phải đưa ra là... Hay là cái ông, cái thằng kia nhỉ, thằng phục vụ nhỉ? Từ xem mà, beefsteak. Đúng rồi, thì chúng ta lại phải đưa ra cái anh phục vụ. Thế là anh đưa em thêm một cái đĩa ăn nữa đấy. Take that. Cái câu quả là quá rõ ràng là đó là thanh tra Hosonaga. What? Tôi có cái đó sao? Phải. Cậu nghĩ là tôi đã giấu cái bằng chứng quyết định sao? Đó là một điều ngớ ngẩn. Không, tôi không nói như vậy.
Everybody attend that have been focused on with stick. Là sự chú ý của tất cả mọi người đã tập trung vào cái miếng thịt có cái dấu răng à? Phải. Bây giờ à? Early this afternoon à? Là gì à? Là một lúc trước à? Sĩ quan Nosa đã kể cho tòa như thế này. I enjoy chopping my way to Woodstock. Tôi cũng rất là thích chặt chopping my way, còn nghĩa là chặt à? Chặt chặt để ăn à? Một cái miếng thịt ngon à? Và đồng thời là ông ấy cũng thừa nhận là mình đã lấy trộm cái đồng xu từ Korekuta-san à? Và ông ta đã nói rằng ông ta đã giấu cái đồng xu này dưới cái miếng thịt rồi. Chop your way à? Nên là mình biết là cái này nó nghĩa sao. You what it cadet, I'm superior officer. Sĩ quan Nosa, liệu ông có thể xác nhận một điều cho tôi không ạ? Liệu có phải là cái miếng thịt mà ông ném cái đồng xu xuống dưới á? Đó, is that the steak you put the foil under effect? Liệu cái đồng xu mà ông ném xuống dưới ở đây à? Có phải là cái miếng thịt của ông? Thin xu là affirmative, chính xác, tất nhiên rồi. Tôi có thể là một cái người lính ở trong cái quân đội của hoàng đế á. Nhưng mà tuy nhiên à. Cái gì? Hermie hay something like that. It's not brave enough to ask foreigner JD à. If she my me manhandling Hermie à. To hay something à. Là như nào? Là tôi vẫn không đủ can đảm à. Để yêu cầu một người phụ nữ nước ngoài à. Là liệu có phiền không à? À đâu, liệu cô có phiền không nếu mà tôi giấu một cái đồ à, dưới cái miếng thịt của cô ạ? À, để mà đúng không? Nên nói một cách khác à? Cái miếng thịt mà anh thám tử vừa nộp cho tòa là trên thực tế là cái miếng thịt của sĩ quan Nosa. À, thế là ông này là ông ăn bằng răng đúng không? Đúng không? Thế là về cơ bản là ông ấy ăn bằng răng. Còn cái chopping kia là nó kiểu khác. Nên là mình tưởng là ông ấy cắt ra. Nhưng hóa ra không phải. Nhưng mà nó thực sự không hợp lý một tí nào. Cái đĩa đấy đã được lấy ra từ bàn của nạn nhân. Objection. Yes, the doesn't take the bite of her stick. No, she have anything to steal the coin à? Tuy nhiên là cái người phụ nữ anh lịch thiệp ấy, lại không thể nào mà lại tự nhiên đi cắn cái miếng thịt của cô ấy đấy. Và đặc biệt là cô ấy không thể có bất kỳ một cái cơ hội nào để lấy được trộm cái đồng xu chứ. Tất nhiên là tôi đã không lấy trộm nó. À, con này nó chạy mồi. Even suggest a certain will be afford to the entire. Ngay cả việc cậu nói mà tôi đã làm những cái điều này với miếng thịt à? Thì thực sự là sự sỉ nhục với cả cái đế chế anh à? Kiểu mà mọi người lịch thiệp là không bao giờ được xé cái miếng thịt ấy. Well then, how... Thế thì cậu có thể giải thích cái sự bất hợp lý này là như thế nào? Chính xác. Surely, thế là cậu không muốn nói đến là... That surgeon fits the two steak over. Là cái sĩ quan đấy đã đổi chỗ hai cái đĩa thịt xá. Thế là hai ông ấy đổi chỗ thật nhỉ? No sir. Thế là ông ấy nói đúng luôn à? Thế là ông đã đổi chỗ hai cái đĩa đó thật xả. Well. Là sau khi mọi chuyện đã xảy ra, thì bang. Khi mà tôi nhìn thấy một cái ở đâu cái ông đấy đã bị giết ngay trước mắt của tôi à, thì tôi thì lúc đấy tôi đã hoảng loạn. Như tôi đã nói tôi ngay lập tức là tôi cầm cái đĩa thịt của tôi lên và tôi giấu cái đồng xu ở bên dưới.
Nhưng mà khi mà cậu phục vụ, cậu ấy nói rằng là cậu ta là một cái cảnh sát nằm vùng à? I thought I have it. Tôi đã nghĩ là tôi ấy ác đi. I thought I have it decide. Nếu mà ông, nếu mà cậu ta quyết định mà đi điều tra cái miếng thịt của tôi à? That would be a getting my marching order. Thì tôi sẽ bị xử là đời tôi sẽ xong à? So when the cadet here were addressed. Thế là khi mà cậu khi mà cậu lính mới này đang bị bắt à? Và bị kéo vào trong bếp à? Thì tôi nhận ra đây là cái cơ hội của mình à? I see my chance. Tôi nắm bắt luôn cái cơ hội của mình. With military position. Cùng với cái sự chính xác của quân đội à? Tôi đã đổi chỗ hai cái miếng thịt à? With the one fortune lady table. Đổi cái miếng thịt ở cái bàn của cô gái nước ngoài. What? Cái gì? Anh không thể nào. You can have. I never saw. Là ông không thể nào làm như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ông làm cái điều như thế. Nó được gọi là cái Operation Lightning Bolt. Như là nó được gọi như là cái gì nhỉ? Cái chiến dịch tia sét đánh ấy. Nên là không có bất kỳ một cái thời gian nào để lên được lên kế hoạch tác chiến cả. Nên là cái điều đấy là làm hoặc là chết. Là tôi nói với cô à? Và đúng là như vậy. Tôi đã làm những cái gì mà tôi đã làm. Operation Lightning Bolt. Thật không thể tin được. Tuy nhiên cái gì à? Fear not prosecutor San à? Bây giờ nó gọi là prosecutor San. Bây giờ là cái gì? I swear the red button on my uniform. Not all idea. Tôi xin thề với cả những cái phù hiệu trên ngực của tôi à? Ở trên cái đồng phục của tôi à? Là đấy là tất cả những cái gì tôi đã làm. Ở sau đây là tất cả những cái gì anh đã làm sao? Trên thực tế là nó là tương đối nhiều đấy, trung sĩ. Yes. So if Sergeant Sogan sits play over. Thế nếu mà cái trung sĩ đâu, cái việc mà trung sĩ Nosa đã đổ cái đĩa là điều này có nghĩa là ông ấy đã lấy cái đĩa của cô Brett và đổi cái đĩa của chính ông ấy. Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Thanh tra Hosonaga có. Ở trước cái vụ án này là anh đã nói với chiếc tòa như thế này. Anh đã nói rằng là anh đã không chỉ lấy cái đĩa của cô Brett trong cái vụ án này, nhưng mà đồng thời là anh còn lấy luôn cái đĩa của là anh trung sĩ. Thế là mình tưởng là cái đoạn mà lấy cái đĩa của trung sĩ này là không quan trọng, kiểu như nó chỉ hài, nhưng mà trên thực tế là rất là quan trọng rồi. Và cái mục đích đấy là để lưu trữ cái bằng chứng á. Nên là và mục đích của anh là lưu trữ bằng chứng, và anh đã lấy luôn cả hai cái. Nên là cũng may là ông này ông cứ lấy mà ông không ăn cái thịt thật. Giống như mình nói á. Kiểu ôi à, kiểu con này nó đang đấy. Là đúng là như vậy. Kiểu là con kia đang break down. Nên là cái đoạn mà ông kia là bị cái thằng trẻ con này nó kéo đầu xuống đập xuống, kiểu là cái break down của cái ông trung sĩ ấy, rất là hài. Nếu mà thế thì xin anh hãy đưa cái đĩa thịt này cho tòa đi. The plate that was actually on the victim table at the point. Cái đĩa thịt mà nó chính xác là nó đã ở cái thời điểm mà ông bác sĩ ông đã bị bắt. Shut up. What can possibly tell us now? Cái vấn đề này thì có thể kể cho chúng ta cái gì? Ý của tôi là một cái miếng thịt lạnh rồi à? Thì nó hoàn toàn không thể chứng minh được cái gì ở cái trong cái vụ án này. Fuck, chặt. Không, cô không bịp được tòa ở lần này đâu. Cô gái. Cô này đã đang tật tật. I beg your pardon.
Soyua là chắc chắn là cô đã không quên. À, chắc chắn là cô đã không quên là được là cái lý do là tại sao cái miếng thịt lại phải được chứng minh ra tòa đúng không? You are the one who decide. Chính anh là cái người đã quyết định là nó là cái vấn đề, chứ không phải là tôi. À, cái lý do mà bên biện hộ yêu cầu được nhìn thấy cái đĩa thịt là để xác nhận một cái là xác nhận một cái thứ ở trong cái trí nhớ mà bị cáo đã nói ra. I think he remembered. Tôi tương đối là tự tin về những cái gì mà tôi đã nhìn thấy cô Brett. Ở bên phía cái miếng thịt ấy, nó ngay đằng sau cái bác sĩ Wilson rõ ràng là nó có một cái vết máu bắn do vết thương của súng từ phía ngực của nạn nhân. I believe the defendant memory serves him well. Tôi rất tự tin vào cái trí nhớ của bị cáo. Và bây giờ chúng ta có bằng chứng để chứng minh cái điều này. The plate you were eating from, Miss Brett. Thế bây giờ là phải đưa cái đĩa. Hãy đừng để chúng ta kéo dài cái phiên xử án này lâu nữa. Anh thanh tra, anh sẽ cho chúng tôi thấy được cái bằng chứng trước tòa. Thế mà cái thằng này nó cầm cái đĩa về mà nó không đặt câu hỏi ảo vã. Present the beefsteak. Hãy đưa ra cái đĩa thịt cái miếng thịt và cái đĩa đúng chỗ lại trên bàn trong cái thời điểm xảy ra vụ án. Nhìn cái thằng này nó làm cái kiểu này kiểu rất là hài. Yes sir. Kiểu như trông rất là xến, thôi kiểu giơ tay ra cười. Xin lỗi về là mọi người phải đợi. Đây là cái miếng thịt này nó cắt rồi. Đây là cái miếng thịt à. Và cái cái đĩa của nó đấy. Fit filthy. Xin hãy kiểm tra thoải mái. Nên là chả phải kiểm tra thoải mái, rõ ràng là có cái vết máu luôn. Thế cái miếng thịt này to thật đấy. Cái vết máu đấy. Nó đã nhìn rất là rõ. Yes. Bây giờ thì là mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, cái miếng là cái vết máu ở trên cái đĩa chỉ ra rằng chính cái thời điểm mà nạn nhân đã bị bắn và nạn nhân đã xoay ra về phía cái bàn with his back on me và xoay lưng về phía của tôi. kiểu chặt thằng này rất là ảo nhá. Nên là nói một cách khác, đó gần như là hoàn toàn là không thể. Nếu mà Naruhodo-san lại có thể bắn được nạn nhân ở cái góc đấy. Nên là một lần nữa là nó bắn đằng trước chứ không phải bắn đằng sau ấy. Nó không thể nào. In fact the only. Trên thực tế là có một cái người duy nhất có thể làm được điều đấy là bắn được ông bác sĩ Wilson từ phía đằng trước. Và tôi chắc chắn là mọi người biết là tôi đang nói với ai rồi đúng không? Đúng là như vậy. Cô Zizia Brett. Kiểu thằng này lại ra đòn của nó ấy. Đó là cô. Outdone by the... Bị hạ gục bởi một người Nhật à? Tôi? Bởi vì một cái cậu học sinh người Nhật à? Không. Kiểu như cái mũ con này là cái con vịt. Ôi, có để gà ấy. Lại gà đen. Hài mà đấy. Tự nhiên là con này nó bay lên bằng cái con vịt kìa. Lại có gà đấy. Cái breakdown của con này gì là hài à? Đây là cái kiểu là cái breakdown mà hài nhất mà mình từng được chơi trong cái kiểu mấy cái trò này. Please excuse my little Albert. I briefly lost my compose. Kinh quá nhỉ.
Một anh vì có là behave of your English gentleman woman. Xin mọi người thứ lỗi vì những cái hành động nó không thực sự lịch thiệp từ một cái người phụ nữ Anh kể là như tôi, xin lại thứ lỗi cho tôi này. Mèo là Covered. Là tôi nghĩ là đã đến lúc để cô kể cho tòa là chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đấy rồi. Về cái sự thật à? Lần này là tôi muốn cô kể sự thật. Mẹ đừng bảo con em nó kể luôn nhé. Rất là vui lòng thưa thẩm phán. Thế là bây giờ con em nó thú nhận à? Từ mình là phải làm cái khác. It was I. Chính là tôi à? Người đã lấy mạng cái ông giáo sư à? Sử dụng cái chất độc đấy à? Như mọi người đã đoán ra à, tôi đã chọn chúng là đúng cái ngày đấy á. Bởi vì một cái lý do rất là quan trọng là ông bác sĩ đã đi khám răng và trong ngày hôm đấy là ông đã nhổ một cái răng của ông vào buổi sáng. Thế là cô đã lên kế hoạch để giết ông giáo sư và biết chắc rằng là cái chất độc sẽ có thể thấm vào cái cơ thể của ông ấy. Đó là đã biết được là cái chất độc là cái chất độc ấy, là có thể thấm vào cái cơ thể qua cái chai nước đấy ấy. Bởi vì là cái chất độc này nó hoàn toàn là chưa bao giờ được biết đến ở Nhật Bản. Phải. Và tất nhiên à, tôi không bao giờ muốn ở lại for long at GIDIT. Tôi không bao giờ muốn được nán lại cái quán ăn đấy hoặc cái nhà hàng đấy lâu rồi. I only need to see the professor take one sip. Tôi chỉ muốn ở đâu? Tôi chỉ cần biết là ông giáo sư ông ấy uống một ngụm mà từ trong cái chai nước ấy thôi và tất cả mọi thứ đã có thể là kết thúc. I will play the steak I order in front. Tôi đã lên kế hoạch là tôi đẩy cái đĩa thịt mà tôi đã gọi ra phía trước mặt ông ấy á, để có vẻ như là ông ấy đã ăn cái miếng thịt này ăn cái miếng thịt này một mình này. Và khi đó là tôi đã có thể rời đi đi ngay lập tức. Tuy nhiên trước khi tất cả mọi thứ xảy ra thì đã có một cái người viếng thăm không ngờ tới trong cái kế hoạch của tôi và cậu ấy đến cái bàn của ông giáo sư này. Đó đó chắc là phải là tôi đúng không? Phải, đó là cậu. Còn ai nữa? Nhưng bây giờ nó tự thú tội và nó kể lẽ. That a driving matter, but the fact you decide to all come over and greet the professor. Thực sự là một cái chuyện tương đối nho nhỏ, nhưng mà cái sự thật là cậu đã quyết định để cậu đến ấy, để chào ông giáo sư. Means that I lost my chance to sip away unknown. Là điều này cũng có nghĩa là tôi đã mất cái cơ hội của mình để có thể mà đi ra ngoài mà không để ai chú ý cả. In due course, the professor took a sip on water and paralyzed. Và sau đó ông giáo sư ông đã uống một ngụm nước và bị tê liệt. Và tôi đã đảm bảo là ông ta đã ngồi trong cái ghế của ông ấy để ông ấy không bị đổ gục xuống. There were no going back at that point. Đã không có cách nào để có thể quay lại ở thời điểm đấy. Kiểu như là lúc đấy là con này nó định không cho ông uống ấy. Bởi vì là về cơ bản là con này đã bị thấy bởi một ai là nhân chứng ấy. Nên là lúc đấy là tôi đã bắt đầu xây dựng luôn cái kế hoạch của mình trong chính cái thời điểm đấy. Một cái kế hoạch để đẩy cái tội danh giết người của ông bác sĩ Wilson này cho một người đàn ông vô tội. I happen to know that Professor already carried a gun. Tôi cũng đoán được là ông giáo sư luôn luôn mang theo mình một khẩu súng. Nên là tôi đã quyết định sử dụng cái
yếu tố này làm cái lợi thế của tôi à? I have the bottle of curated in my hand. Mà đúng là cái game này là nó cũng phân tích cái dấu đạn nhỉ? Sao cái phần kia là nó còn phân tích cái dấu đạn thì cái khẩu súng này bắn ra cái viên đạn kia hay không ấy thì là biết ngay. Nhưng mà cái phần này đúng là cái thời này nó rất là thô sơ. Nên là nó không phải là như kiểu thế kia. Nên là nó còn không phân tích được cái dấu đạn xem là cái viên đạn này bắn ra từ khẩu súng nào. Nên là tôi đã có được cái chai nước có độc ở trong cái túi của tôi này. Và my old pistol concealed under my skin. Và cái khẩu súng riêng của mình được giấu ở trong cái váy của tôi. Nên là thằng kia nó bảo là không có chỗ nào để giấu, nhưng nên là trên thực tế là có một đống đứa để giấu đây này, ở dưới váy của cô Sa. Thế là tôi đã đúng á, nên là nó đã có hai khẩu súng. Nên là thằng nhân vật chính nó bảo là nếu mà tôi có thể vén váy thì tôi có thể chỉ chính xác là cô giấu ở đâu. Phải. Yes. Và lúc mà tôi đã uống xong cái cốc cà phê của mình và tôi đứng dậy. Và đó là khi tôi nhận ra được là cái khẩu súng của giáo sư à. Nên là tôi đoán là ông nên là tôi đã cứ đoán là ông ấy rơi ở dưới sàn. Thế là cô đã chủ động để nó ở một cái chỗ mà tôi chắc chắn là tôi chú ý đến á. Và tất cả mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch à? Cậu đã để ý được cái khẩu súng giống như tôi đã đoán đấy. Con này là nó xây kế hoạch nhanh đấy. Và sau đó lúc mà cậu quỳ xuống thì cậu nhặt khẩu súng đấy. Bang. Và đó là khi mà cô đã bắn ông giáo sư à? Sử dụng cái khẩu súng của cô đúng không? Even though at the point. Và ngay cả khi trong thời điểm đấy á, là ông ta đã chết rồi. Lẽ đương nhiên à? Cái việc nổ súng đã gây ra một sự náo loạn. Và đó là lúc mà anh phục vụ xuất hiện. Anh phục vụ này. Và rõ ràng là tôi đã nghĩ là cậu Naruhodo-san là cái thủ phạm và bắt giữ cậu đấy ngay. Tôi đã kéo cậu ấy ngay vào trong cái bếp và khóa cậu ấy ở trong đấy. Và đó là khi mà tôi nắm lấy cái cơ hội của mình để xoay cái ông giáo sư và cái ghế ra ngoài. Because of course, bởi vì đương nhiên cô cần phải khiến cho đó cô cần phải làm nó cho trông có vẻ như là bị cáo đã bắn ông giáo sư từ cái hướng mà cậu ta đứng á. Nên là về cơ bản là cái này nó tương đối đơn giản đấy, nhưng mà về cơ bản là nó có một số cái kiểu là lòng ngoằng ấy. Kiểu như là cái gì nhỉ, hai cái nhân chứng kia nó khai dối này, sau cái việc con này nó sử dụng cái chất độc đặc biệt này, sau nó uống cái chất độc của nó này, sau chúng ta phải chứng minh là cái chất độc này nó không đâu, nó chỉ tác động cái ông bác sĩ này, sau lại đưa ra cái miếng thịt này, trên thực tế là cái miếng thịt đấy lại bị đổi này. Nên là bây giờ là nó mới đến được cái như là trên thực tế là cái vụ án này nó tương đối là đơn giản nhưng mà nó rất là nhiều cái lằng ngoằng. That entirely of my mid diminut. Thế là coi nó tự thú à? Your Excellency, thưa thẩm phán. Có gì à? I wonder, tôi không biết. May I speak with you in private later? Liệu tôi có thể nói chuyện riêng với ông? Ông sau đây không à? Nói chuyện riêng thôi. Tôi sẽ gọi cô à? Tôi sẽ cho gọi cô à? Sẽ sửa lại còn nói chuyện riêng à? Cảm ơn ngài à? Good day then everyone. Thế xin chúc mọi người một ngày tốt lành à? I hope, tôi hy vọng là anh có thể tha thứ cho tôi. Naruhodo-san à? Mà con này là nó vẫn chưa lộ mặt nhỉ? Chỉ biết là con này nó da trắng thôi, kiểu là English woman.
Thế là bác kìa painter kia bác sẽ chuẩn bị cùng. Có vẻ như là cái phiên tòa này đã cuối cùng tìm ra được sự thật. Là tôi nghĩ là bên công tố đã đồng ý đúng không? Zit là điều này không thể nào. Takesuchi và Aochi lại để thua. Lại để thua một người như này, một sinh viên mới vào nghề. Kiểu như là bác này thua như là một cái truyền thống ấy à? Kiểu như là huyền thoại. Sao đến cái đứa con cháu của ông này lại thua tiếp rất là hài. You better start getting you to tough position. Là opposition. Ryunosuke Naruhodo. What? Dạ có gì ạ? Cái sự sỉ nhục này, cái sự sỉ nhục đến cái gia đình nhà Aochi à? Tôi sẽ không bao giờ quên được. Rồi đến nhà ông Painter thừa. You become come see me, trời ơi. Có vẻ như ông đã bị đã hơi bị quá tuổi rồi à? Gì nhỉ? Tư vấn viên à? But the old have stand aside. Nhưng mà như mọi người hay nói là những người già thì phải được sẽ cuối cùng là phải đứng ở bên cạnh để nhường chỗ cho những người trẻ. Nói nghe đau nhỉ? Mẹ đừng vào đây nó rút kiếm nhé. Đó là cái cách của đó là cách vận hành của thế giới á. May you never forget that. Là ông nên đừng quên cái vấn đề này. Ôi thầy nó rút kiếm thật vãi. Ơ thế là ông ấy chém. Chém ông ấy nói về kiểu tóc này chứ. Kinh quá nhỉ. Thế là nó chém cho ông này bay tóc giống kiểu như ông Painter. Kiểu là trong cái trò khác. A thousand million may pass. Hàng nghìn cái thiên niên kỷ à? Có thể trôi qua à? And still the Aochi clan with name of mentor. Nhưng mà cái tộc Aochi à sẽ không bao giờ so sánh được với cái tộc của tộc Naruhodo à? Nên là thằng này là chốt hạ giống kiểu như là đây như kiểu là cái truyền thống á. Ông kia bị thua với cả kiểu là Phoenix Wright ấy. Cái phiên tòa này, cái phiên tòa tối cao của Nhật Bản. Tôi tin rằng tôi tin rằng đây sẽ được ghi vào lịch sử cho là coi như là một cái chapter mới ấy, ở trong cái hệ thống tư pháp của đất nước chúng ta. Kiểu như là chúng ta sẽ phải được một đứa nước ngoài ấy. Đi qua being summoned at accuser, cho dù được gọi lên trong vị trí là một cái bị cáo. Anh Ryunosuke Naruhodo ạ đã thực hiện một cái phiên tòa rất là tuyệt. Tôi xin cảm ơn thưa thẩm phán. Bằng việc sử dụng cái bằng chứng á và việc suy luận để có thể tìm ra được cái sự thật bằng cái phương thức của thời hiện đại. After all, it has been few short decades in our country. Và cuối cùng sau một vài thập kỷ kể từ khi mà đất nước chúng ta mở cửa ra đối với thế giới ấy. Tuy nhiên là cái ý tưởng của bên phương Tây là cái khoa học có vẻ như đã dần được chấp nhận ở đây Như hồi xưa bọn này nó vẫn xét nghiệm tử thi bằng cách nhìn rất là cùi ấy. I feel sure that's same. Tôi chắc chắn cái khoa học mà chúng ta đang nói đến sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cái cách thức mới lạ để trong việc điều tra. Và từ đây là chúng ta có thể có nhiều cách thức mới tiếp cận trong việc chúng ta hành luật The new future of law. Cái tương lai mới của luật pháp đang đợi chờ chúng ta phía trước. But what it looks like I cannot be. Nhưng mà những cái gì mà ở tương lai thì có vẻ như là tôi sẽ không thể tưởng tượng được. Những cái gì tương lai làm phụ thuộc vào những cái giới trẻ bọn cậu sẽ phải tiếp tục theo đuổi. Kazuma Asoji có. Sau cái phiên tòa này có vẻ như là cậu sẽ tiếp tục được cái hành trình của mình, cái hành trình khám phá của mình đến cái đế chế Anh
Illustrious Empire là British Empire. Hãy học được tất cả những cái gì cậu có thể. Hãy hút được tất cả những cái thông tin của cái thế giới rộng lớn mà cậu có thể. Và hãy đừng quên hãy hoàn thành cái nhiệm vụ đã được giao phó cho cậu. Kiểu như là mang lại tất cả tinh hoa lại cho Nhật Bản ấy. Nhưng trên thực tế là bọn này nó ở bên Mỹ luôn. Nó lại qua bên Mỹ như ở cái bàn kia với ả nhỉ. Tôi đã hiểu rồi, thưa thẩm phán. Your excellency, what was that about? Why did you look so grey old? Có vấn đề gì vậy? Tại sao cậu lại tự nhiên là thì im lặng vậy? À, không có gì đâu. Còn đối với cậu Ryunosuke Naruhodo à? Dạ. Inju, khi mà tôi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy được một cái cảm giác là tôi có thể nói như thế nào nhỉ? Một cái gì nhỉ? Unusual potential, một cái khả năng không bình thường, hoặc là một cái khả năng là bất thường. Đâu, một cái tiềm năng bất thường nhé. I very much looking for Shiju to carry. Tôi thực sự là mong muốn được muốn nhìn được cậu trưởng thành. Cảm ơn do excellency. Nên là như thường lệ là ông thẩm phán sẽ khen hai đứa này giống như mấy phần trước. Nên là bây giờ thằng này nó sẽ đứng ở chỗ cái bục kia thôi. Đã lúc để đưa ra phán quyết cuối cùng rồi ạ. Bây giờ tôi sẽ đưa ra phán quyết là bị cáo Ryunosuke Naruhodo ạ. Not guilty. Vô tội. Đây là ném hoa đào chứ. Sao ông kia vẫn đang kiểu như là sốc ấy, không đứng. Đây là đúng là cái game nào cũng gặp ông Painter. Và bây giờ sẽ nghỉ. Mà công nhận là cái búa của bác này nhìn trông cũng dày hơn là cái là mấy phần trước ấy. Như là cái búa này như là cái búa để đập cho thịt mềm ấy nhỉ. Nhìn trông rất là to. Ok, đây là tòa án tối cao này. Bao nhiêu? 4:55 à? Yep. Nó xử án này chắc cũng lâu như mình chơi luôn đấy. Mình không thể tin được là mình không thể tin được chuyện gì đã xảy ra này. Mình đã làm được điều đấy. Mình đã tự biện hộ cho bản thân à? Và vượt qua được cái phiên xử án tệ hại này. Ryunosuke, you finally put it off. Congratulations. Cuối cùng cậu đã làm được điều đấy rồi. Xin chúc mừng. Nên là đúng là mình tưởng là mình là thằng này biện hộ cho mình, nhưng mà đúng là đúng là cái phần này là mình tự biện hộ cho bản thân mình ấy. Nó cũng rất là hay, là một điều mà gần như là chưa bao giờ chúng ta xảy ra ở trong mấy cái bản kia. Tớ đã không thể làm được cái điều này nếu mà không có cậu. Cảm ơn cậu Kazuma này. Không cái sự vinh dự là tớ mới đúng. Thực sự là rất là vui khi xem cậu xử án đấy. Thế là cuối cùng là cậu vẫn nợ tớ một cái chầu cái chắc là kiểu mì ra sukizaki à, hoặc là cái bánh xèo à? Ở trong căng tin ở trường đại học học nhớ chưa, là đừng quên đấy. Good afternoon. Oh, your hard work. Xin chào mọi người. Có vẻ như tất cả mọi cố gắng đã được đáp trả. Xin chúc mừng hai cậu. Xin chúc mừng cả hai cậu đã chứng minh được sự vô tội của Naruhodo-san. Oh, Echujichudiko. Oh, thế là cái cô trợ lý tư pháp của chúng ta này. Cô cũng làm việc rất là chăm chỉ để có được cái kết quả này. Cô biết không ? Oh, không ? Tôi đã không làm bất kỳ một cái gì cả. Thank you so much. Nó là giờ tận mình cơ này. Nếu mà không có cái bản báo cáo, nếu không có cái bản nghiên cứu của cô Fred thì tôi không biết là chuyện gì đã có thể xảy ra. Yokai Watsuk Bishin. Cái lời nói cái lời khen ngợi của cậu đúng ra phải dành cho bố của tôi mới đúng. Tôi chỉ làm những cái gì mà ông ấy bảo thôi.
Đó là cái ý kia, đó là ý tưởng It Were His Idea. Đó là ý tưởng của ông ấy để tôi đến điều tra ở cái trường đại học đó. À, chào cô Sa. À đúng rồi. Ông ấy nè. Xin thử lỗi tôi cái gì đây? Sasuto Mikotoba. Nên là bây giờ là game nó mới bảo là con này là con gái của ông kia, nhưng trên thực tế là chúng ta biết được cái này từ cái đợt trailer là rõ ràng mình biết tên là đầy đủ con này. Speaking of Mikotoba. There you are. À mọi người đấy rồi. Tôi tin rằng là tôi phải chúc mừng mọi người. Nên là ông giáo sư này. Naruhodo à? Cậu đã làm rất là tốt. Cảm ơn giáo sư à? Ồ không à? Đúng ra tôi mới phải là người cảm ơn cậu chứ. Bởi vì cuối cùng à? Cái sự cố gắng của cậu đã chỉ ra được cái tên tội phạm thực sự à? Mà đã lấy mạng cái người bạn tốt của tôi à? Người bạn tốt? Ồ phải rồi. Ý của thầy đó là thầy đã nói cái này này trước đó. Đó chính là thầy à? Người đã mời giáo đâu mời bác sĩ Wilson à? Đến cái trường đại học Yume đúng không à? Phải, đúng rồi. Giáo sư Mikotoba đã giáo sư Mikotoba cũng đã đi học ở nước ngoài à? Ông ấy đã he went to study. Ông ấy đã đi học forensic medicine. Kiểu như là cái nghề pháp y. Học pháp y à? Ở Vương quốc Anh à? Nên là ông ấy đi học rồi ông quay về ông này dạy. Presume that when you met làm em đã đoán là đó là khi mà thầy đã gặp gặp bác sĩ Winston đúng không ạ? Chính xác. Những ngày đấy á là chúng tôi đã làm việc cùng nhau ở trong cùng một bệnh viện. Thế là hai người đã làm việc cùng nhau sao? I never heard you mention this before. Em đã chưa bao giờ nghe thấy thầy nói về vấn đề này. Và nó đã là rất là lâu rồi bên cạnh đó. Bây giờ đã đến lượt cậu Asoji à? Vương quốc Anh là một cái vương quốc rất là chủ phú và có nhiều điều hay ho. Và hiện tại cái vương quốc này nó đang là dẫn đầu thế giới về khoa học, về y tế, điện máy, về công nghệ, kiểu công nghệ điện máy. Đâu về cơ khí, về khoa học, về y tế này, về điện máy này, về văn hóa này. Và tất nhiên là về luật nữa. Hãy chú ý và học hành chăm chỉ. My boy à? Thằng này giống như kiểu như là học sinh ưu tú nhất của ông ấy. See what happened in the Wollacket melting pot. Hãy xem tất cả những cái gì hay ho xảy ra ở cái kiểu như ông ấy nó bảo là cái World Melting Pot, kiểu như là cái nơi xịn nhất ở trên thế giới á. Em sẽ làm thế á, em sẽ học được tất cả những cái gì em có thể. Thằng này nó còn mang kiếm nó đi học chứ. Em xin thề về cái này à. Với cả cái kiểu như là cái ngọn lửa. Em xin thề với tất cả những cái tâm huyết của cái tộc Asoji à. Cậu sẽ không được mang cái kiếm này đến Vương quốc Anh đâu. Đâu cậu có biết không à? Tất nhiên là tớ biết chứ. Cái cây kiếm của một người Nhật Bản à? À đâu, cái cây kiếm của một người Nhật Bản là cái linh hồn của cậu ấy á. This place show me where I need to go. Cái thanh gươm này chỉ cho tớ là nơi tớ cần phải đi à? Nên là hình như là không biết là thằng này nó có được mang kiếm nhỉ? Và nó sẽ... đó. Và đây là cái thứ mà sẽ loại bỏ tất cả những gì mà nó cản đường tớ á. Yes. Phải rồi, tớ chắc chắn đã thấy được là tận mắt à. Cái lưỡi kiếm của cậu sắc đến mức
như thế nào à? Chém một phát là ok bay tóc. That remind me à? That happened to... bây giờ em mới để ý á, thì chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đấy á? To Giselle Brett. Sau khi mà cô ta đã bị phán một cái tội giết người như này. Ồ phải rồi, đối với cô ta sao? Nó không thực sự có thể kể cho cậu được cái này, nhưng mà ý của thầy là sao? Surely she's going to face trial herself now. Tôi đâu? Gì ạ? Đây thằng Ryunosuke nói á. Chắc chắn là cô ta phải đối mặt với cả phiên xử án của cô ấy á. Bởi vì cô ấy là người thủ phạm thực sự mà, đúng không? Là cô ta sẽ rời Nhật Bản ở trong một cái tương lai rất gần à? Đến Thượng Hải à? What? Đến Thượng Hải sao? Kinh nhỉ? Thời này là mẹ mày không phải đi trong nước nhá, mà đi bắn đi khắp nước ngoài, kiểu như bắn đi ở khắp nơi trên thế giới ấy. Trong khi cả cái series mà Atari ấy, thì chỉ có mỗi cái game cuối là cái game là Spirit of Justice là đi ra nước ngoài ấy. Còn lại cứ loanh quanh ở trong nước ấy. Còn game này hồi xưa mà đi khắp nơi. GBL Brett sẽ không xuất hiện ở trên tòa á. Không xuất hiện ở tòa ở quốc gia này à? Tôi chắc chắn về điều đấy. Nên hình như bây giờ Thượng Hải là vẫn kiểu thuộc địa của bên Trung Quốc à? Đó, là vẫn là thuộc địa của bên Anh à? What? Nhưng mà tại sao? Đó là vấn đề về consular judication à? Về cái thẩm quyền xử án á. Thanh tra Hosonaga. Đó thực sự là một cái trận chiến rất là khốc liệt ở trong phòng xử án ngày hôm nay à. Tôi thực sự ấn tượng về những gì cậu đã làm. Tôi thực sự phải chúc mừng à. Nhưng mà về cái vấn đề mà thẩm quyền là luật pháp hay sao nhỉ? từ là để mình xuất cái từ là đúng á. Con su lờ lãnh sự à? Chúng là kiểu như là cái gì thẩm quyền lãnh sự à? Nói chung là cái về ngoài thẩm quyền của bọn này để xử án ấy. Nên đại khái nhỉ. Nên là trong thời điểm này là mình vẫn chưa biết được cái từ nào chuẩn đấy, nhưng mà về cơ bản là mình nghĩ là các bạn hiểu được cái ý nghĩa của nó. Chúng ta không thể nào mà xử một người nước ngoài à? Về cái tội lỗi của cô ấy ở Nhật Bản à? What? Tại sao chúng ta lại không thể xử cô ấy? Nhưng but when who? Nhưng mà nếu mà thế thì ai lại có thể mang lại công lý cho cô ấy được? Mang lại công lý ở đây là chắc là kiểu xử coi quen nó có tội ấy. The British Council Court will hear her case. Về một cái tòa án có thẩm quyền của Anh à, thì sẽ phải xét xử cô ấy á, một nơi nào đó ở xa à. Mà khi mà tiếng nói của chúng ta không thể nào với tới được, kiểu như là ngoài tầm vợ này ấy. But why the Council Call? Giáo sư à? Em thực sự không hiểu. Em đã nghĩ là một cái tòa án lãnh sự, đúng rồi, gọi là tòa án lãnh sự. Tòa án lãnh sự là một cái thứ ở quá khứ rồi à? Khi mà chúng ta đã ký cái hiệp ước mà kiểu như là tình đoàn kết à? Friendship treaty à? Cái hiệp ước của tình bạn, tình đoàn kết à? Bận đợi một chút để mình lại search xem. Friendship. Không biết cái từ friendship này nó có được ý nghĩa gì không? Nên nói tình hữu nghị đúng không ạ? Cái hiệp ước và tình hữu nghị. Nên là nhiều khi là đúng là mình hiểu cái nghĩa chung, nhưng mà nó phải đưa ra cái từ mà nó cụ thể ấy, để nó nói được cái vấn đề này. Phải, ở cái vấn đề bình thường thì là cậu nói đúng. Then so long a serious incident of highly political nature of representative government, what the...
nature to every film, though it not a serious incident of highly. Then they can involve a consultant count like this. Thế khi mà một vụ án nghiêm trọng như này nó liên quan nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề ngoại giao, thì họ hoàn toàn không thể nào đưa ra một cái tòa án lãnh sự như thế này à? Thưa mình không hiểu lắm. Liệu họ có thể làm thế không à? Kể như về cơ bản là đúng ra là ý ra là nó bảo là chúng ta phải xử được luôn ấy. Không nhất thiết là chúng ta phải đưa ra một cái tòa án khác thuộc thẩm quyền của nước Anh ấy, kiểu kiểu thế. Bởi vì khi mà chúng ta đã ký cái hiệp ước ước hữu nghị rồi ấy. Nên là thằng này cảm thấy nó bất bình ấy. Phải, cô ấy là một sinh viên à? But it doesn't justify our government making secret agreement with her faith. Doesn't it? Is that phải, cô ấy là một sinh viên nhưng mà đúng ra là không thuộc thẩm quyền của chính phủ chúng ta để sắp xếp nhiều cái kiểu như là cái kèo riêng ấy, kèo riêng về số phận cô ấy chứ, đúng không? Kiểu như là ý thằng này bảo là cái tòa án tối cao của chúng ta là không đủ quyền để xử nó ấy, nó cay ấy. Nên là chắc chắn là có một cái gì đó lạ đang xảy ra. Kiểu như là hoặc là cái con này là nó, cái level của nó cao ấy, để mà mình xử được ấy. So Miss Brett can be held accountable for action. Thế là về cơ bản là cô Brett à, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những cái hành động của cô ấy ở bên Nhật Bản. Ô vãi. Tôi sợ rằng cái cô học sinh trẻ đấy á, cô sinh viên trẻ đấy, cái vụ xử án ngày hôm nay à, chẳng có gì ngoài chỉ là một cái trò chơi à. Nên là về cơ bản là nó đã không có bất kỳ một cái sự nguy hiểm nào đối với cô ấy á. Kinh nha, dù nó con này nó có bị xử có tội thì cũng chả có vấn đề gì á. Mình không thể tin được. Nên là về cơ bản là quan trọng là ở cái tòa án này là chúng ta chỉ bị gỡ tội cho được cái thằng nhân vật chính thôi. Khép tội con kia là chắc là không thể. The British Government Foreign Affairs Ministry had demanded that. Bên cái gì? Bộ ngoại giao à? Hay đó, cái bộ trưởng bộ ngoại giao à? Của chính phủ Anh đã yêu cầu là chúng ta nộp kiểu như là nộp cô Brett cho họ. Họ có vẻ như là rất là quan tâm về một cái vụ mà sinh viên nước ngoài à? Họ chắc chắn là phải thực sự nghiêm túc về việc mà một sinh viên nước ngoài gây ra một cái tội ác nghiêm trọng như thế này à? Nên là về cơ bản là con này nó vẫn sẽ không thoát tội nào. Nhưng mà tất cả mọi sự sẽ nhanh chóng thay đổi thôi à? Và chúng ta có thể là những người có thể thay đổi của vấn đề này. Kiểu như là chúng ta là người trực tiếp có thể thịt con kia ấy, thay vì là phải nộp con kia cho bọn khác. Đây là cái thời điểm của sự thay đổi. Một cái thời điểm mới ấy. Một cái thời điểm mới bắt đầu của cái thế kỷ thứ 20 à? Nên là về các bạn, đây là cuối thế kỷ thứ 19 đúng không? Đầu thế kỷ thứ 20. 1870 mấy, 8 mấy và 9 mấy ấy, chắc kiểu đấy. Trước thế chiến thứ nhất ấy. One day I have no. Nên là một ngày ở trong tương lai tôi sẽ chắc chắn ấy, là người phụ nữ như thế này à, sẽ phải nhận cái hình phạt thích đáng mà cô ấy đáng được nhận à? Phải. Cái sự thay đổi của Nhật Bản đã đến rồi vậy. Và chúng ta là cái người sẽ làm điều đấy. Kiểu là cái game nào cũng liên quan đến cái hệ thống tư pháp. Nên là tôi nghĩ là cái sự nghiêm túc à? Đâu? Là tôi nghĩ là chúng ta đã được quá đủ căng thẳng rồi đúng không? This evening call for celebration. Và tối nay là tôi nghĩ là chúng ta nên đi ăn mừng. Nhưng mà giáo sư, thầy đã đúng á. Đây không phải là lúc để chúng ta mặt đầu dị nữa.
thì đây đây không phải là lúc chúng ta làm cái bộ mặt dầu dĩ. Chúng ta nên cười tươi và chúc mừng được cái bản án vô tội của Ryunosuke. Nên là chúng ta hãy đi đi ăn mừng đi. Bạn đừng bảo là ông này ông cũng đi cùng nhé. Nếu mà như thế, liệu tôi có thể đề xuất là đi ra quán La Carnaval. Sao mình toàn đọc nhầm cái tên này nhỉ? Đọc rất là khó luôn nhỉ? Thì không hiểu sao. Là một cái trưởng ở đâu là một trưởng phục vụ ở đấy á. Tôi thực sự rất là vui có thể mà đón tiếp được mọi người bằng đồ ăn và đồ uống á. Kể là phục vụ được mọi người. Nhưng mà anh quên là anh là thám tử sao? Anh Hoso Nagasan à? Thế bây giờ là anh xài đơn hai cả em. Hãy đừng quan tâm đến những cái tiểu tiết đấy. Hãy đến quán La Carnival. Nhìn cái thằng này mồm nó chảy máu, cười nhìn trông ảo ấy. Will you accompany us? Liệu ông có thể đi cùng chúng tôi không, ông giáo sư à? Tất nhiên rồi ạ. La Carnival là cái đồ ăn của La Carnival thì là cái đồ ăn ngon nhất. Con này nó cũng đi ăn steak à? Đừng bảo con em nó đi ăn burger nhé. Tôi cũng sẽ đi à? Và tôi được attend to the paperwork. Tôi sẽ đi sau khi tôi attend to the paperwork for Naruto release. Đó, tôi sẽ đi à? Sau khi tôi hoàn thiện tất cả những cái giấy tờ để thả bổng cậu Naruhodo-san. Từ mình xem cái con này bao tuổi. Chắc chắn con này nó phải ghi tuổi chứ. Nhưng khả năng con này sẽ 16 tuổi á? Ồ vãi trẻ thế. Bọn này là 23 tuổi đấy. Ui, thế thì bọn này nó gọi là em rồi. Ui, thế thì kém 3 tuổi. Thì nó giống như cái thằng Phoenix Wright với con Maya. Nên là cái độ tuổi này là cũng thế. Nên là con này gọi là em. Ồ phải rồi à, cảm ơn em à. Cảm ơn cô ấy. Nên là con gái của ông kia mà. Thế là Gingerbread sẽ không bị sửa ở đây à. Mình đoán là cái việc đấy thì mình sẽ cũng chả biết được. Mình cũng sẽ chả biết được lý do tại sao mà cô ấy lại giết cái ông bác sĩ Wilson cả. Nên là cũng vẫn còn cái bí ẩn Kazuma. Có gì vậy Ryunosuke? Tớ chỉ mà muốn nói lại một lần nữa, tớ thực sự cảm ơn cậu rất là nhiều. Cậu đã thực sự cứu tớ ngày hôm nay à? Tớ đã không làm như vậy à? Chính cậu là cái người luật sư ở trong vụ án này mà. Là có phải không? The defense were all châu Âu á. Cái sự biện hộ là chính... đó, là chính cậu đã tự biện hộ cho bản thân mình. Cái kỹ năng của cậu à? Khiến tớ thay đổi à? Make the difference. Và một ngày kia tớ đảm bảo cậu sẽ là cái người luật sư tốt nhất ở trên thế giới ấy. Tớ thì không chắc chắn về điều đấy đâu. Hả? To be honest, là nói thật à? Someone keep occur to me over and over again during trip. Có một cái điều nó đã xảy ra mà khiến tớ phải suy nghĩ rất là nhiều trong cái vụ án này à. Tớ lại nghĩ là cậu mới là người mà có định mệnh để trở thành một cái người luật sư đại tài chứ không phải tớ. What? Thôi nào, hãy nghiêm túc đi. If I help you today, it only right at the very start. Nếu mà nói việc giúp cậu là ngày hôm nay à, thì tớ chỉ giúp cậu ở cái lúc mà bắt đầu phiên xử án thôi à. Nhưng mà trên thực tế là cậu có một cái tài năng thiên phú á. Về cái vấn đề này, một cái tài năng trở thành một cái luật sư biện hộ. No, là không phải là tớ. Oh, that in the verbal combat, I never want to go to that ever. Tất cả những cái việc cãi cọ, tớ không bao giờ muốn phải trải qua cái vấn đề này nữa. Thế thì thằng này nó học cái nghề gì? Vẫn là đi học luật sư mà đúng không? I did what you told me to. Tớ chỉ làm tất cả những cái gì cậu bảo tớ phải làm. Và chỉ là như vậy thôi. Bởi vì là tớ biết là tớ có thể tin tưởng vào cậu. Nên là đúng là như vậy đấy. Ý cậu là sao? What's that is the point?
Hãy nghe rõ đây Ryunosuke này. Cậu có biết được là cái vũ khí quan trọng nhất mà luật sư có được đó, cái vũ khí quan trọng nhất mà luật sư cần thiết để mà giành chiến thắng không ạ? Mà về cái kiến thức về luật đúng không? Không. Mà cái khả năng để cái khả năng để tin tưởng. Tin tưởng sao? Nhưng mà tin cái gì? Một luật sư biện hộ à? Phải chiến đấu vì cái thân chủ của mình à? Nên là cậu ta phải tin tưởng và đặt hết niềm tin vào họ à? Trong cả khoảng thời gian này. Giống như là cậu đã tin tưởng vào tớ à? Khi mà tớ đã nói là tớ không làm điều này đúng không? Là một con người giống như cậu à? Tớ không có bất kỳ một cái khả năng siêu đẳng nào để biết được sự thật à? But you have to make the choice about what you believe. Nhưng mà cậu có cậu hoàn toàn có được cái lựa chọn về việc là cậu chọn là cậu tin vào cái gì à? Và cậu tiếp tục cậu bám đuổi khi mà cậu biện hộ một ai đó. Sometimes là đôi khi ở trong phòng xử án á, cậu có thể thực sự bị dồn vào bước đường cùng à? Hoặc là bị dồn vào chân tường ấy. Nhưng mà việc mà có thể giữ được cái niềm tin của mình là to what you choose to believe even then. Nhưng mà việc mà giữ được cái niềm tin của mình ngay cả khi mà trong cái hoàn cảnh đấy á, thì đó thực sự không phải là một cái gì đó bất kỳ một ai có thể làm được à. It takes special kind of it. Bởi vì nó thực sự là một cái điều tương đối là khó bởi vì một con người bình thường. Nên hãy tin vào cái thân chủ này. Nên là đây là cái quay lại cái như cái bản gốc ấy, cái Attorney ấy. Là chúng ta phải tin vào cái kiểu là niềm tin và thân chủ ấy kiểu. Hãy nhìn vào cái phiên tòa vào ngày hôm nay này. Thì là một sinh viên luật với một ít kinh nghiệm. Đâu, là một cái sinh viên luật với rất ít kinh nghiệm. But you never stop believing. Nhưng mà cậu đã không bao giờ ngừng tin tưởng vào tớ á. Phải. You face simply hopeless situation. Cậu đã gặp phải gần như là không có được cái cơ hội nào. Nhưng mà gần như không có cái tình huống mà có cơ hội nào. Nhưng mà nhiều lần cậu đã không bao giờ ngừng tin tưởng vào sự thật à? Và cuối cùng cậu đã tìm ra nó. To your effort and because you never stop believing in it. Bằng sự nỗ lực của mình và bằng cái suy nghĩ là cậu sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng vào tớ. Nên là một lần nữa là lại có hai thanh niên kiểu rất là ủy mị, kiểu rất là bạn, rất là thân với nhau à, Ryunosuke và Kazuma cái. Nhưng mà kiểu cái phần này kiểu có vẻ như là friendly hơn, kiểu là Phoenix Wright với cả thằng Edward ấy. Nên là ngay từ đầu là hai đứa này đã đứng cạnh nhau kiểu ấy. Có một cái gì mà tớ muốn hỏi cậu, Ryunosuke à? Either là trên thực tế là đó là một cái sự nhờ vả. Đó. Either favor really something. Có một cái gì rất là quan trọng đối với tớ ấy. Nghe có vẻ nghiêm trọng, thế đó là cái gì vậy? Thế mọi người vẫn ở đây sao? Thế anh lại xuất hiện. Nên đúng là cái phần này mình thích là nó xuất hiện nhiều cái nhân vật nó cùng nhau ấy. Chứ không phải là chỉ xuất hiện bụp phát tự nhiên một thằng rồi. Thì xuất hiện bụp phát lại một thằng như ở mấy cái game là truyền thống ấy. Mà mấy cái nhân vật này xuất hiện lại đứng ngang hàng nhau ấy. Kiểu cảm thấy là một cái gì đó rất là hiển nhiên ấy. Nhưng mà mãi đến cái game này là nó mới có ấy. Là tỉa thanh tra Hosunaga này. Tôi đã sắp xếp một số cái bàn ăn cho mọi người rồi, hãy đi đi. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đi luôn ngay đây. Anh này vẫn cầm quả cái ba ấy như là đúng như phục vụ. Nên là chắc là bây giờ tôi thích phục vụ rồi, muốn bỏ nghề thôi. Thế chúng ta hãy nói cái vấn đề này sau nhé. Bây giờ thì chúng ta phải đi ăn mừng đã. Cho First Corp, cái phiên tòa chiến thắng đầu tiên của cậu. Cho Study Tour. Và tất nhiên là cái này cũng để chào mừng, để chúc mừng cái bé đi du học nước ngoài của cậu nữa, đúng không ạ? À, đừng quên đấy.
Ồ phải rồi à? À, cái là cái vấn đề này nữa. Nên là đây là kết thúc hay sao nhỉ? Đây là cái phiên tà cuối cùng của mình đã kết thúc à? Phiên vật đầu tiên của mình đã kết thúc. Kazuma này, giáo sư Mikotoba này, và Susanoo-san này, người mà đóng vai trò là trợ lý của mình à? Trợ lý đấy, phải. Và mà cái gì à? Who did really much? Cái gì à? Thanh tra kia, tuy nhiên là anh không giúp ích được nhiều lắm á. Là bởi vì tất cả sự trợ giúp của tất cả mọi người mà mình đã có thể vượt qua được cái phiên tòa này. Tự nhiên là anh không như kiểu là găm xu ấy. Nhưng mà một điều quan trọng hơn à, là Kazuma đã chưa haven't been managed to ask his favor. Vẫn chưa được nói ra được cái điều mà cậu ấy muốn nhờ mình ấy. Little did I realize, cái vấn đề mà về sau tôi đã nhận ra là cái mà cậu ta nói sẽ thay đổi cái cuộc đời mình nó nhiều đến mức độ như thế nào. Nên là đây là cái kết thúc của phiên tòa đầu tiên. Nói chung là một cái phiên tòa rất là hay luôn, nhưng mà cũng rất là có nhiều cái nó khó hơn so với tất cả những cái game mình chơi ở trên cái luật sư biện hộ ấy. Đặc biệt là những cái lời nói và kiểu như là những cái lời chém gió của cái game này. Mình nhớ lắm. Nên nếu mà mình không nhầm là nó sẽ bắt mình qua cái game sau luôn. Hay là nó trả cho mình. Đây là chúng ta sẽ về lại cái đoạn này. Ồ, à đó cái game nó mở à? Episode 1 này, The Adventure of the Great Depart này. Phần 2 là Adventure of Unbreakable Speed Band à. Em mình sẽ quay trở. Nên ok, đây là mình đã chơi xong cái phiên cái vụ án đầu tiên là cái của cái game The Great Eternity Chronicle ấy. Nên là về cơ bản là mình nhắc lại là cái game này mới chỉ game đầu tiên thôi nhá. Chúng ta có đây là cái bộ hai game à. Nên là cái bộ phần 2 nữa là Resort này. Còn chưa chơi nên là chúng ta còn rất là nhiều cái vụ án chúng ta chưa chơi ấy. Nên là hy vọng là mình sẽ có đủ khả năng để mình chơi hết. Chơi một vụ mà đã rất là mệt rồi. Có rất là nhiều cái hội thoại rất là khủng khiếp ở trong cái trò này. Nên là nếu mà một lần nữa nếu các bạn thấy nội dung đấy hấp dẫn thì hãy like, hãy comment. Nếu mà chưa đăng ký hãy đăng ký để support cái nội dung mình. Và từ đó dễ dàng theo dõi được cái nội dung khác mình chơi game này trên cái channel của mình. Và những cái game luật sư biện hộ khác mình chơi trên cái channel của mình. Nên là hy vọng các bạn có thể support nội dung mình bằng like và đăng ký. Nếu có thể thì hãy mời mình cốc cà phê bằng những link bên dưới. Để mình có nhiều điều kiện mình cover nhiều cái nội dung hay hơn. Còn nếu các bạn đã chưa xem những cái game luật sư biện hộ trước, bao gồm là bộ 3 và A Attorney Apollo Justice ấy, thì các bạn thì xem những cái link bên dưới ấy. Mình hy vọng là mình có mang lại được những cái nội dung hay và truyền tải được những cái nội dung hay nhất của cái series luật sư biện hộ này cho các bạn trên cái channel mình. Ok, mình sẽ quay lại sớm để mình chơi tiếp cái vụ án số 2 ấy. Thế mình bấm nhầm rồi. Nên là về cơ bản là thế mình sẽ pause đi. Ok, mình không biết bấm cái gì mà mình ở đây. Nên là mình sẽ quay lại sau. Và mình cảm ơn các bạn theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên cái channel của mình.